lại là một huyền thoại tại gian hàng của Honda tại triển lãm ô tô Việt Nam năm 2022, Civic Type-R. Tôi có nhớ lần tôi qua Frankfurt, mình cũng có làm về chiếc Civic Type-R và thực sự là không nghĩ rằng là lại được sự đón nhận rất tuyệt vời từ phía quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay Civic Type-R được Honda trưng bày tại triển lãm ô tô Việt Nam. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với những thông tin mà mình có được. Thứ nhất là về mức giá bán này thì theo mình được biết là cũng chưa có. Nhưng mà mình có trả lời một cái bản khảo sát ý kiến khách hàng ấy, thì mình cứ mạnh dạn nói là dưới 2 tỷ, đúng không ạ? Còn bây giờ thì mình được biết là đâu đó là các anh em cũng có thể đặt cọc được rồi. Và thời gian giao xe thì theo lời hứa là khoảng giữa năm sau. Còn thực tế như thế nào thì chúng ta cứ sẽ phải chờ đến cái thời điểm đấy. Đối với cái dòng Civic Type-R này thì có lẽ là nó đã đi vào huyền thoại. Thế mọi lời khen chê nó chỉ mang ý nghĩa là tương đối thôi. Mọi cái sự yêu thích ấy. Thực ra cá nhân như mình nhìn cái bản Type-R mới này so với cái bản ngày xưa mình làm ở Frankfurt ấy, thì nhìn nó có vẻ như nó tròn, nó hiền, nó mềm hơn. Bởi vì nó theo cái gen của Civic Gen 11. Và nó khác gì so với bản Civic thường? Thực ra thì nó khác rất là nhiều. Bởi vì nó hướng tới cái gì? Cái trải nghiệm lái. Và nó cái tính là tôi có thể đua được nhiều hơn. Và chiếc xe này có thành tích cực kỳ tốt tại trường đua Nürburgring. Đối với Type-R thì các bạn sẽ thấy rằng là cái mặt lưới tản nhiệt này, rồi cái phần bumper, cái cản trước này, đấy, phần lip này, nó mở rộng ra nó đẹp hơn. Và cái khe gió này ấy là cái khe gió xịn. Đây, nó không xịn lắm ạ. Nhưng khe gió trên nắp capo này thì là khe gió rất xịn. Chút nữa thì mình sẽ lật lên là tại sao lại có cái khe gió như thế này. Vận đèn thì cũng vậy thôi. Nhưng cá nhân như mình, đối với một chiếc xe mà nó lên sẽ bán lên giá trị tiền tỷ, thì mình nghĩ rằng những cái đèn này nên dùng là project thay vì phần chóa phản xạ. Nhìn dù gì thì thể thao nhưng mà tôi vẫn cần sự sang trọng. Ok, cái sự khác biệt lớn nhất đối với dòng Civic Type-R chính là dàn treo gầm và cách mà cái động cơ hộp số nó hoạt động và cái trải nghiệm nó mang lại. Thì bây giờ mời quý vị và các bạn sẽ xem cái đây ạ. Đây rồi. Thì cái nắp này để mình xem là xịn hay là thật nhá. À, xịn hay là đây, có lỗ này. Đây, cái khe lấy gió đây này. Khoái, vẫn chơi tì kiểu này à. Đây này, khe lấy gió vào đây này. Nó sẽ giúp giải nhiệt cho máy, bởi vì cái phần làm mát bằng cưỡng bức á, nó rất là quan trọng đối với cái cỗ máy là có hiệu suất lên tới 320 PS, đổi ra nó khoảng là 315-316 mã lực. Xoắn cực đại của nó là 420 Nm. Đó. Thì đây cái hốc hút gió đây. Thì chính là cái hốc trên nắp capo nó cấp thêm gió, bởi vì là gì? Nguyên lý nó bảo toàn là gì? Tôi phải ăn nhiều tôi mới cung cấp ra được cái năng lượng nhiều. Và cung cấp năng lượng nhiều thì đương nhiên tôi cần cái sự giải nhiệt lớn. Thì các bạn sẽ thấy rằng ở đây có một bộ turbo máy 2.0 4 xi lanh rất nổi tiếng. Bộ turbo này nó đặt vị trí đây khá hay. Mà bộ turbo này là kích thước to lớn nhá. Cái này chính là hay nhỉ. Cái này nếu mà mình có thể là thay thế nâng cấp lên được này, anh em nào mà giỏi về phần tuning lên 400 mã có khi là được đấy. Tất nhiên là sẽ phải làm rất nhiều. Tại sao mà những chiếc xe có cái hiệu suất lớn thì cái việc không phải là cứ nâng cấp một cái turbo lớn, bạn sẽ phải nâng cấp đến những cái két giải nhiệt, rồi những cái két làm mát intercooler cho thằng ông turbo, đúng không ạ? Bởi vì nguyên tắc sinh công lớn thì tôi sẽ tỏa ra nhiệt lượng lớn thì tôi phải làm mát thì tôi mới bảo đảm được. Có một cái điều khác biệt trên Civic Type-R này, nó cũng đấy là cái nắp capo này pha hợp kim nhôm nhiều hơn, chính vì vậy nó khá là nhẹ. Tuy nhiên nhẹ nhưng nó vẫn đảm bảo cái độ cứng. Ok, thế thì một chiếc xe chạy nhanh, công suất lớn, thế thì chúng ta phải cần cái gì? Chúng ta phải cần cái bánh, bởi vì công suất từ động cơ sinh ra thì sẽ chuyển thành công suất tại bánh xe, mô men xoắn tại bánh xe, và nó thắng bao nhiêu lực? Một là lực cản lăn, hai là lực gió, lực cản gió, ba là lực phanh. Đấy. Và đối với một chiếc xe công suất lớn thì chúng ta cần hệ thống phanh phải đủ tốt, đúng không ạ? Không có phanh chiếc xe kể cả có 1.000 mã lực cũng bỏ đi, bởi vì đi rồi có đâu có phanh lại được đâu, đúng không ạ? Thế thì phanh là phanh Brembo,
Nhưng cá nhân như mình vẫn muốn cái hệ thống phanh này này, cái đĩa phanh này phải ma, phải làm nào để công nghệ chống rỉ như Porsche ấy, nó dùng cái vật liệu là Wolfram ấy, thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Thế tại sao mà một chiếc xe Civic Triumph nó có thể nhanh được? Nó nhanh từ rất nhiều yếu tố, từ cái mâm, cái vành, cái lốp. Lốp này là Michelin Pilot Sport 4S. Cái nào này là thường là chúng ta sẽ thấy những dòng xe thể thao AMG rồi Merc rồi là Porsche. Thì đây là cũng dùng cái cấu trúc như vậy. Có nghĩa là gì? Hiệu suất nó sẽ là một chiếc xe thể thao thực thụ. Một yếu tố nữa là các bạn sẽ nhìn thấy là cái thành lốp này này. Lốp này lốp 265 mà cái độ cao nó chỉ có 30 thôi. Đây ạ, mâm 19. Mình nghĩ là mâm này cũng là dòng mâm siêu nhẹ và chịu được lực rất là lớn. Mâm này mình nghĩ là chắc là do NK OM. Cái van này cấu trúc đặc biệt này. Nhưng một cái yếu tố cũng đặc biệt nữa là cái dàn treo. Nhìn thì có vẻ như là gì? Treo MacPherson nhưng mà nó dùng biến thể. Thì nó sẽ đẩy cái tâm đoàn quay vào giữa cái bánh này, mình lái nó dễ hơn. Và cái độ cứng vững nó sẽ tăng hơn. Tất nhiên nó sẽ phức tạp hơn. Nó sẽ đơn giản hơn treo đoàn kép, xương đoàn kép. Nhưng mà nó lại phức tạp hơn MacPherson, nó nằm ở giữa để bảo đảm cái tính ổn định. Có rất nhiều. Hai là để mà có cấu trúc một chiếc xe đua ấy, thông thường thì ví dụ khi mà mình nâng cấp xe mình hay quan tâm đến cái design LSD ấy, thì ông này ông cũng phải có cái LSD này. Tức là mình nói thì là kiểu như là nâng cấp từ Civic Gen 10 nhưng mà bản thường ấy, nhưng mà thực ra là nó xây dựng một cái cấu trúc xe theo một cái đặc tính hoàn toàn khác. Nó chỉ lấy cái kiểu dáng thôi. Ok. Phần lip này cũng đẹp. À đây, lúc nãy là mình nhầm cái lỗ kia. Đây là lỗ xịn nhá. Đây là lỗ xịn nhá. Đấy, đây lỗ xịn này. Thế thì nó có một cái luồng gió nó chạy qua đây. Bởi vì xe thể thao thì cái phần khí động học ấy, nó phải tạo ra cái lực ép. Thì cái lực ép nó tạo từ cái cánh gió đuôi này. Các bạn xem những cái dòng xe GT ấy, hoặc là F1 ấy, thì những cái cánh gió này nó rất là lớn. Còn để đấy, ngoài cái tác dụng của nó để tăng lực downforce thì chúng ta phải quan tâm đến vẻ đẹp thẩm mỹ. Thế cho nên là tôi sơn một cái màu đen bóng cho nó đẹp dài. Ok. Nếu như chấm ở phần điểm đầu mình chỉ chấm 8 điểm thôi, nhưng mà phần đuôi này mình sẽ chấm 9,5, nếu không muốn nói là 10. Ok, bởi sao? Bởi cái cánh gió này, đèn này thì nghe thoại đó anh này, buffer này, ba cái chụp của bô này, đẹp chưa? Nhưng mà thực ra là nó còn hay hơn nữa nếu mà chúng ta đề nổ máy lên. Thật tiếc hôm nay tôi không đề nổ máy. Diffuser này cũng vậy, nó hướng cái luồng gió mang cái tính ổn định, chống nhiễu lưu động. Cái đấy nó rất là quan trọng. Một chiếc xe đua thì chúng ta không cần quan tâm quá nhiều đến phần giờ cốp, đúng không? Tôi không cần chứa đồ để đi chơi, tôi cần chạy đua cơ mà. Đấy, để mình ngồi mình đề nổ máy lên. Xin lỗi, chắc là không đề được đâu. À, xe đua nhưng mà lại có sensing này. Có sensing. Màn đen ngòm này, màn này màn 10 inch giống như trên Civic kia thôi. Thiết kế mặt này cũng vậy, số 6 cấp. Con số này oanh này. Ui, côn vào số chết mà mượt thôi rồi luôn. Đúng không ạ? Sạc không dây, mấy cái này trang bị tiêu chuẩn không? À, cái này có cái chế độ lái R cộng này. Hai cái ghế này nó rất là ôm. Hai cái ghế này nó ôm. Nhìn thì chỉ muốn đạp thôi nhưng mà làm gì có cửa mà đạp. Trụ này là bà bé nhờ. Nhưng mà phải nói là cái cách người ta làm thương hiệu rất hay. Ví dụ như là từ cái logo Tyre Civic này, rồi cái nhìn nó, mình nhìn thì mình đã sướng này. Hay những cái màu đỏ này, da Alcantara hết, da kiểu đua kìa. À xin lỗi, ghế kiểu đua. Chỉnh cơ nhá. Cơ điện cơ chứ. Quan trọng là chỉnh xong rồi, bởi vì đang chạy high speed mà cần gì chỉnh. Con này lái cái đầu sướng lắm, đạp nó cứ giật đùng đùng lại, tê phết. Bang, bang, bang. Mình cũng nghe đâu khoảng cuối năm nay mình được lái thử. Ok, nhưng mà đôi khi đua thì cũng phải đi phố chút đúng không? Các bạn quan tâm thêm cái phần hàng ghế sau. Đây này, nhìn ở phía ghế sau thì các bạn nhìn thấy cái ghế lái này, trông khác bọt hẳn đúng không? Nhưng mà nói thật nhá, nói thật, so với cả nội thất của xe Đức làm kiểu thể thao ấy, thì mấy ông này cũng là thuộc, chúng cũng phải cải tiến nhiều nữa, cài rèn nhiều nữa. Nhưng mà cái không gian thì rất là tốt. Mình thấy giá cao cái không gian sử dụng. Dù sao đua gì thì đua,
về thì cũng phải chở bạn gái bên nóc nhà đi chơi chứ có phải là lúc nào cũng đi đùa được đâu. Đấy, nói chung nói về huyền thoại xe đua thì mình cũng chỉ xem các cái thông tin về công bố từ phía hãng thôi, còn để có những cái trải nghiệm thực tế ấy, thì mình hy vọng sẽ có những cái thời gian cầm lái trải nghiệm đủ điều kiện từ đường phố đến đường đua thì sẽ có nhiều cái thông tin thú vị hơn chia sẻ tới quý vị và các bạn. Một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn ạ.